Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ chứng minh. Kính bạch trên quý thầy, kính thưa đại chúng. Chủ đề hôm nay chúng con xin được phép chia sẻ những cái hiểu biết của mình về bộ kinh Pháp Hoa. Thì vì sao mà chúng con lại mạn phép nói cái bộ kinh này? Ngày xưa đó, khi mà chúng con còn ở ngoài đời á, thì có một cái lần đó thì được đi một cái chùa ở trên Long Thành, Đồng Nai để dự lễ Vu Lan. Trước khi vào cái thời lễ đó thì thấy đạo tràng ở đó đang tụng kinh Pháp Hoa. Và đó cũng là lần đầu tiên chúng con đến chùa mà ngồi và tụng kinh. Những lần khác chỉ đến chùa lễ Phật xong đi về thôi. Và cái bộ kinh đầu tiên mà chúng con được tụng là bộ kinh Pháp Hoa. Từ khi vào chùa tu học cho tới đây là 5 năm, chúng con có rất nhiều tâm đắc đối với bộ kinh này. Thì cái điều kiện để được phép nói kinh Pháp Hoa giống như trong kinh đã có đề ra là ở phẩm thứ 10, phẩm Pháp Sư thì có 3 nguyên tắc để một hành giả có thể nói được kinh Pháp Hoa. Đó là vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai và ngồi tòa Như Lai. Vào nhà Như Lai có nghĩa là cái tâm từ bi, mặc y Như Lai là ý nhu hòa nhẫn nhục, và ngồi tòa Như Lai là quán nhất thiết pháp không. Thì nếu mà so sánh với ba cái phương diện này á, từ bi á, thì bản thân chúng con thì lúc có lúc không, còn cái nhẫn nhục á, thì lúc không lúc có, còn cái pháp không thì chắc chắn là chưa thấy được rồi. Thì nếu mà đúng theo những điều kiện này thì chúng con chưa đủ điều kiện để nói về cái bộ kinh này. Nhưng cũng trong kinh Pháp Hoa phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19 thì có đoạn: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, họ trì đọc tụng, giải nói, biên chép kinh Pháp Hoa thì sẽ được 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân và 1200 công đức nơi ý. Dùng những công đức này, trang nghiêm sáu căn đều được thanh tịnh. Do y chiếu trên cái đoạn kinh này thì hôm nay chúng con cũng xin mạn phép chia sẻ những cái hiểu biết của mình về kinh Pháp Hoa. Thì ở buổi đầu tiên chúng con xin được nói về tổng quát của kinh Pháp Hoa. Thì cái phần này chúng con xin chia ra làm 4 phần nhỏ. Cái phần thứ nhất là mục đích mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa. Cái mục đích lớn nhất là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là thấy được Phật tánh trong mỗi con người, trong chính bản thân ta và trong tất cả chúng sanh. Ta và mọi người đều có tri kiến Phật bình đẳng như nhau. Cái Phật tánh này chính là cái chủng tử Phật, hay còn gọi là cái Phật nhân. Mà nếu chúng ta tin chắc rằng mình có cái Phật nhân thì trong tương lai mình tu hành mới đạt được cái Phật quả. Có những người không hiểu, không tin nên không chợt nhận được cái Phật tánh của mình, hoặc cũng có người hiểu không tới hoặc hiểu sai, chỉ thấy được nghe kinh nói là có Phật tánh thì chỉ thấy được cái Phật tánh của mình mà không thấy được những Phật tánh của người khác. Có người thì cho mình có Phật tánh rồi thì sinh đại ngã mạn. Mình không hiểu kinh, nghe là có Phật tánh thì mình tưởng là mình bằng Phật rồi, nên đến chùa thì không hèm lễ Phật, lễ tháp. Ví dụ như trong Pháp Bảo Đàng Kinh có một vị tăng tên là Pháp Đạt, khi đến lễ Tổ Huệ Năng lạy Tổ mà đầu không sát đất thì Tổ mới quở: nếu ngươi lễ Tổ mà đầu không sát đất thì chi bằng đừng lễ. Thì Pháp Đạt mới nói là tôi đã tụng được 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Tổ mới quở trách là: nếu mà tụng kinh khi mê Pháp Hoa chuyển, khi ngộ chuyển Pháp Hoa, tụng kinh cửu bất minh, giữ nghĩa tác thù gia, có nghĩa là tâm mê bị Pháp Hoa chuyển, tâm ngộ chuyển được Pháp Hoa, tụng kinh lâu mà không hiểu rõ nghĩa, cùng với nghĩa trở thành thù. Thì vì sao mà cùng với nghĩa kinh mà trở thành thù? Vì kinh nói một đằng thì chúng ta lạc một ngã. Phật nói kinh giúp chúng ta trừ diệt cái ngã chấp, bỏ ham sân si. Chúng ta thì càng tụng kinh, càng hành trì kinh thì lại càng tăng trưởng cái tham sân si và tăng trưởng ngã chấp. Như vậy là đã làm sai với những lời Phật dạy. Đó là ý thứ nhất, mục đích Phật nói kinh Pháp Hoa để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Ý thứ hai,
đó là khai quyền hiển thật. Thì trước khi nói kinh Pháp Hoa để chỉ dạy về Phật thừa, thì Đức Phật đã nói về giáo lý quyền thừa. Quyền có nghĩa là phương tiện quyền xảo. Thì trong đó có chia ra ngũ thừa, tam thừa hoặc nhị thừa. Ngũ thừa chính là nhân thừa, tu làm người thì phải hành trì ngũ giới. Thiên thừa, sinh về cõi trời thì phải tu thập thiện. Thanh văn thừa, tu quán tứ đế. Duyên giác thừa, tu 12 nhân duyên. Và Bồ Tát thừa thì tu hai lục độ vạn hạnh. Đây là tất cả các phương tiện tùy duyên để Đức Phật giáo hóa chúng sanh. Nhưng tụ chung lại thì Phật chỉ nói một Phật thừa. Vì sao trước khi nói về Phật thừa, Phật phải nói về quyền thừa? Vì tùy theo cái căn cơ của mỗi người. Ví như có một người ở ngoài nghèo khổ, đói rách, mình kêu người ta lại, mình nói bây giờ bạn đi theo tôi đi, tôi sẽ chỉ cho bạn con đường để hành Phật. Chắc chắn là người ta không đi theo mình rồi. Ngược lại ta còn nói mình khùng nữa. Thì đối với những người đó mình phải như thế nào? Thì mình phải theo cái căn cơ của người ta mà chỉ dạy những cái phương pháp giúp cho người ta thoát cái khổ, đạt được cái sự an vui, dần dần đưa người ta tiến vững bước trong con đường đạo. Sau đó mình mới nói những cái pháp cao lớn hơn. Thì qua đây mới thấy Phật thừa được kết tinh từ ngũ thừa, tam thừa hay nhị thừa, chứ không phải từ chỗ nào khác. Trong kinh Pháp Hoa có đầy đủ ngũ giới, tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục độ vạn hạnh, chứ Pháp Hoa không phủ nhận những giáo lý căn bản này. Có người không hiểu thì nói tu theo kinh Pháp Hoa không cần giữ ngũ giới, không tu tứ đế, cho đó là những pháp thấp, pháp nhỏ không quan trọng. Đây là những người chưa hiểu về kinh Pháp Hoa thì người ta mới nói như vậy. Nếu mình hiểu sâu sắc về kinh thì thấy trong kinh không có thiếu một cái gì hết. Đầy đủ tất cả các pháp đều tụ ở trong này. Cái thứ ba là lãnh ý buông lời. Kinh Nguyên Thủy có nghĩa là năm bộ Nikaya đó, thì chữ đâu nghĩa đó đọc tương đối là dễ hiểu. Nhưng đối với kinh điển Đại Thừa, đặc biệt là những bộ kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Kim Cang, Niết Bàn thì chuyên lấy sự diễn lý nên rất khó hiểu. Văn tự nói như thế này nhưng đôi khi mình phải hiểu theo cái nghĩa khác. Chúng con lấy một ví dụ như trong kinh Pháp Hoa phẩm Hiện Bảo Tháp thứ 11, trong cái phẩm này nói là ở giữa mặt đất bỗng hiện lên cái tháp báu, ở giữa hư không trong tháp báu có Phật Đa Bảo ngồi. Hoặc trong phẩm thứ 16, phẩm Tùng Địa Giọng Xuất thì có Bồ Tát từ dưới đất vọt lên. Những phẩm này nếu chúng ta hiểu trên sự thì không thể nào hiểu được. Chúng ta phải tìm được cái lý nằm phía sau cái ví dụ này. Hoặc trong kinh có một khái niệm gọi là đạt được kinh Pháp Hoa. Đạt được kinh Pháp Hoa ở đây không phải là chúng ta bỏ tiền ra tiệm mua cuốn kinh về là gọi là đạt được kinh Pháp Hoa. Mà đạt được kinh Pháp Hoa có nghĩa là phải sống với tự tánh Pháp Hoa. Ý cuối cùng đó là xử lý viên dung. Hiểu trên hai phương diện, về lý thì có thể một niệm siêu việt tam giới, một niệm thì giác ngộ có thể thành Phật. Nhưng về sự thì phải trải qua từng bước tu hành, phải đoạn trừ tham sân si mạn nghi, tu theo từng phần từ giữa ngũ giới cho tới thập thiện tứ đế lục độ vạn hạnh. Phải tu đầy đủ các pháp và phải trải qua thời gian lâu dài thì mới có thể thành tựu đạo nghiệp, thành tựu được Phật quả. Có người đọc ở trong kinh thấy có đoạn nói là nếu người không tin kinh Pháp Hoa, hủy bán kinh Pháp Hoa thì sẽ bị đọa địa ngục. Cái người đó lại quay ngược lại trách Đức Phật, tại sao Đức Phật lại thuyết kinh này để cho người không tin phải đọa địa ngục. Nhưng nếu như Phật không nói kinh này thì chúng sanh cũng không thấy được để đi vào Phật quả. Chúng ta phải tự trách mình, tại vì mình phỉ bán kinh thì mình mới đọa địa ngục, đừng nên quay lại trách Phật. Đó là cái tổng quát mà chúng con xin trình bày. Thì hôm nay chúng con đã trình bày với đại chúng về tổng quan của kinh Pháp Hoa. Nếu có gì thiếu sót hoặc chưa đúng, ngưỡng mong đại chúng hoan hỷ bỏ qua cho chúng con và góp ý cho chúng con. Nếu những buổi sau còn có cơ hội lên hầu chuyện với đại chúng thì mỗi buổi chúng con sẽ trình bày một đoạn kinh, một bài kệ hay một ví dụ ở trong kinh.
Cuối lời, xin chúc đại chúng có một ngày tu tập an lạc và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.